Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ngài, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 3 dương lịch năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch. Hôm nay là cái bài pháp thứ ba ha. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, rất rõ, rất rõ. Hôm nay là ngày chủ nhật ở bên Mỹ á. Thứ hai ở Việt Nam là ngày thứ hai, chủ nhật. Dạ, ngày thứ hai. Dạ. Hôm nay tính đổi món ăn tinh thần cho quý vị. Thiết chủ đề của bài pháp là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Hôm nay quý vị sẽ nghe một cái đề tài nói về nghiệp. Cái bài này trong kinh gốc quý vị, cái bài này trong bộ kinh đó. Bây giờ tài liệu bậc một ở trong kinh gốc nha, coi trong bài này hay. Bài này nếu mà mình coi mình thấy cũng rất là thích, mình nói ra người ta cũng dễ hiểu. Thì cái bài này thì xuất phát từ cái bài này là một người thanh niên tới hỏi Phật cái sự vận hành của nghiệp. Thì trước đây đó, ông thanh niên này đó thì ông có một người cha. Người cha của ông có cái tên là Suhato Dayabutta. Thì vào thời của Đức Phật thì cái ông này ông giàu lắm. Ông giàu có nhiều tiền của gì lắm. Nhưng mà do nơi ông có cái tâm á, hạ tiện, ông keo kiệt á, ông không có tưởng cho ai gì hết trơn. Đó, ông làm bao nhiêu của là ông cứ gom cất. Làm bao nhiêu của là ông gom cất. Ông cất mà ông đào lỗ trong trong phòng, ở trong giường, ở trong nhà ông đó, chôn đó, chôn nhiều lắm. Nói chung là cả đời luôn, vàng bạc châu báu rồi chôn đó. Rồi tới giờ khi mà ông sắp chết, ông không biết xử lý, ông xử lý không được. Đó, thì quý vị thấy rằng là trong quy vị pháp giải thích, tới giờ lúc mà mình sắp chết á, mình mà nhiều tiền bạc của cải quá xử lý không được, thì lúc đó cái tâm bất thiện nó sanh lên. Cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó nuối tiếc. Đó, do nó cái tâm bất thiện cuối cùng mà nó sanh lên như vậy thì ông mới rơi vào cảnh giới thấp kém. Ông sanh làm một con chó trong gia đình của ông luôn. Đó, ông sanh làm một chó trong gia đình của ông luôn. Ông này có cái tên là Tô Đề Giá. Coi ở trong chú giải, hôm qua có tìm trong chú giải. Cái bài kinh này như cũng có trong pháp cú kinh đúng không? Có pháp cú kinh không? Dạ, cái này có trong pháp cú kinh nữa ngài. Pháp cú kinh có hả? Dạ, mà con cũng coi trong chung một kinh đó, cái này có trong pháp cú kinh. Dạ. Dạ. Rồi Đức Phật đi khất thực đó, Đức Phật đi khất thực đi ngang qua rồi cho nó sủa đó, cho nó sủa là ngài nói cái Đức Phật ngài nói là chó nó nghe, ngài có cái cách ngài nói. Ví dụ mình nói thì con chó nó không nghe, mà ngài nói con chó nó nghe. Nó nghe nó buồn, nó buồn rồi khi mình đã hiểu rồi đó, bắt đầu nó đi vô cái chỗ đó. Mà coi trong cái giải thấy nó vô chỗ đó, nó không có cái giường nằm. Sau khi ông chủ ông đi về thì con chó nó buồn như mọi bữa. Đức Phật nói cái gì mà con chó nó buồn? Đức Phật phải nói cái gì chứ? Đức Phật nói là giờ thành chó rồi mà không lo tu nữa, còn sủa. Đó, nói gì đó. Con chó nó buồn. Đó. Rồi sau đó cái ông chủ ông về, ông thấy con chó nó không ra mừng như mấy bữa nữa. Thì khi mình ai mình nuôi chó biết là khi mình đi ông chủ mình đi về, con chó nó ra mừng dữ lắm, quất luôn quất đồi mừng dữ lắm. Bây giờ ra thấy nó không mừng nữa. Đó thì ông cũng thấy chuyện lạ nên ông hỏi mấy người làm. Đó thì người ta mới nói rằng là có ông Sa Môn đi ngang qua đây mà không biết ông nói gì đó mà chó nó không vui. Đó thì hôm đó mà hôm sau ông chọn Đức Phật là hỏi. Đó. Ông hỏi là tại sao Đức Phật nói cái gì mà con chó của ông nó lại buồn như vậy. Đó. Thì Đức Phật mới nói rằng là con chó là nó là cha của ông. Chó là cha của ông, là chủ nhân của cái gia đình này nè. Nhưng mà thật sự đó ông bị sốc, ông đâu có tin. Không tin. Lúc ông sốc dữ lắm. Tại vì ông nghĩ rằng là cha của ông là sau khi chết là sanh về làm phàm thiên. Chứ không thể nào mà nói cha ông sanh con chó mà ở trong nhà ông được hết. Ông sốc quá trời sốc. Ông đâu có tin. Đó thì Đức Phật cũng khiến con chó vô ngay. Dạ. Sao đạo bà La Môn chắc hả? Sao đạo đâu có dạ. Ông đó là bà La Môn á. Dạ. Tôi đã giá là bà La Môn á. Rồi khi mà ông bị sốc vậy đó, rồi cái ông tin là Đức Phật khiến con chó nó vô ngay cái chỗ đó, nó mòi lên. Rồi mòi lên khi mà đào ra thấy nguyên cả một cái hầm châu báu như
Tôi nhìn nhà luôn là ông này ông hoảng á, thấy kinh ngạc á, thấy rất là ngạc nhiên á, từ cái chỗ mà không tin nó bắt đầu nó đổi qua một cái tâm rất là ngạc nhiên, rất là tin tưởng. Đó. Từ bây giờ mình thấy mình cũng vậy đó, tự nhiên ai tới nhà mình mà nói trong nhà mình có một cái kho báu mà nhiều như vậy mà đào lên thôi chứ mình cũng quá ngạc nhiên chứ. À, thế thì khi bắt đầu từ cái chỗ mà cái tâm không tin cái đổi lại cái tâm ông rất là ngạc nhiên mà ông rất là kính phục đó. Đó thì từ cái chuyện kính phục đó nó mới có cái bài kinh sau này, là cái bài kinh là tiểu nghiệp phân biệt. Thì cái ông Tô Đại Giá này ông mới tới ông nhờ Đức Phật giải thích. À, giải thích là ông nói rằng là bạch tôn giả Gautama ở trong kinh là gọi là để là tôn giả Gautama. À, con muốn hỏi là do nhân gì duyên gì nhưng mà cùng sanh làm người, nhưng mà tại sao có người liệt kẻ ưu, có nghĩa là có cũng sanh làm người mà tại sao họ khác nhau đó, họ khác nhau về mọi mặt đó, con không hiểu điều này đó, bạch ngài có thể là cho con biết. Thì tại vì bây giờ mình đừng có nói tới ổng hỏi, bây giờ mình nghe cái đoạn này là mình cũng thấy nè, mình thấy trên đời nè, sanh ra trên đời này, mình thấy có nhiều người họ sanh ra cái tự nhiên họ được sanh ra ở đời mà họ được cha mẹ nuôi nè, được ăn học nè, được bận quần đẹp này, được ăn ngon này, được cha mẹ đón đưa này, đến trường đến lớp này, thấy không? Rồi mình thấy rằng cũng có nhiều trường hợp sinh ra đời nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy tay chân của mình nó đầy đủ, mắt mũi đồ là nó đầy đủ đẹp, rồi mình cũng không có bị bệnh tật, mình thử ra mình cũng được sinh hoạt bằng một cách rất là thoải mái. Rồi mình thấy cũng sinh ra nhưng mà mình thấy rằng là rất là nghèo khổ, đói khát. Rồi mình thấy có nhiều chúng sinh ra cái bị bề bạc nằm một chỗ. Đó, không sinh hoạt được đó. Nói cái một cái chữ nghèo thôi là mình thấy là chúng sanh đã khổ rồi, nghèo thì không được đến trường học nè, đó phải đi lang thang đứng thứ hoài này, phải đi làm thuê làm mướn này, trên nắng dưới nóng nè. Thử ra khi mà coi cái bài kinh rồi mình thấy cái cuộc sống của đời thường nó đa dạng mà bây giờ mình tới mình hỏi không, đâu có ai muốn mình nghèo đó, mà cũng không có ai muốn mình bệnh đó. Mà trên đời này cái chuyện đó nó xảy ra là mình thấy là thường ngày nó có xung quanh chúng ta, trong đó cũng có phần mình nữa. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo thì nó cũng phải đi từ giai đoạn trước đó, có đôi khi nghèo nhưng mà sau lại giàu đó, có nghĩa là cái phước báo mình làm thì mình bố thí một thời gian đó, mình không bố thí nữa đó, cái thời gian đó thì mình có phước, thời gian sau là mình không có phước. Vì thấy để ý có nhiều người á, họ sanh ra thì họ nghèo nhưng mà họ lớn là một thời gian họ làm ăn tự nhiên cái còn nửa đời sau họ giàu, đó là do cái phước báo mình làm và mình không làm nữa đó, thì sau này nó có cái quả vậy đó. Rồi cái người mà sanh ra thì giàu nhưng mà sau thời gian nửa đời sau lại nghèo, cuối cùng thì ăn xin ăn mày. Nó tùy theo cái nhân quả phước báo. Thì khi mà anh thanh niên xuất phát tôi đây giá bút tá hỏi Đức Phật những cái điều mà nó khác biệt giữa con người đó, như vậy á, thì anh không hiểu. Thì Đức Phật nói này thanh niên, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp. Mà trong đó có nhiều năm, hình như là năm cái từ diễn tả, chúng nhân là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp, là thai tạng, là quyến thuộc, là những cái điểm tựa của chúng sanh. Thai tạng nghĩa là mình thấy cái người mà mang thai ha, đó là cái thai của mình đó, đó là cái nghiệp của mình. Không là quyến thuộc, quyến thuộc có nghĩa là mình đi đâu về là quyến thuộc ra họ đó đưa mình, rước mình. Thừa tự có nghĩa là mình thấy rằng là thí dụ cha mình chết mà để số tài sản lại thì mình để thừa hưởng số tài sản đó, cũng như cái nghiệp mình làm ra là mình phải gánh lấy cái đó, gọi là thừa tự nghiệp. Đi đâu mình cũng mang cái nghiệp hết á, mà bởi vì thấy cái nghiệp này đó, nó đi xuyên qua ba cửa thân khẩu và ý. Như ví dụ hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp sự thuyết pháp thì đây gọi là ý nghiệp và ý nghiệp thiện, không? Rồi có nghiệp và khẩu nghiệp thiện nữa, mình đâu có nói gì đâu, mà thân ngồi mình cũng thân nghiệp thiện nữa, mà ý nghiệp thiện, mà thân nghiệp thiện, mà khẩu nghiệp thiện như thế này đó, mình cứ làm hoài á thì nó phát sanh trí tuệ. Ở cái điểm này là tại cái điểm là cái ý nghiệp thiện này là không phải là mình bố thí, mình nghe pháp, mình thân cận các bậc sa môn, các bậc tu hành đó, thì mình sẽ phát sanh được trí tuệ. Ý nghiệp và ý nghiệp thiện mà nó nằm ở cái lĩnh vực là nghe pháp và thuyết pháp đó, thì ý nghiệp thiện này là sau này nó cho kết quả. Cái người nào mà hành thiền hay là mà nghe pháp, mà nói pháp, thì sau này cái người đó sẽ có nhiều nhiều trí tuệ lắm. Đó là do là cái nhân nghe pháp, cái nhân hành thiền, hoặc là cái nhân mà thuyết pháp, thì nó cho ra cái quả là người này vừa sanh ra một cái là có trí tuệ liền. Mà cứ làm hoài vậy đó, đó nghiệp là nó vậy á.
Thì ngài trong cái bài này nó phân chia có bảy cái sự tương phản với nhau, bảy cái sự tương phản với nhau, bảy sự tương phản với nhau này. Về thọ mạng nè, cái bài này thì Đức Phật ngài thuyết tại Sa Bát Thi Sa Vệ Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá của ông Bá Na Thế Binh Đi Cá cấp cô độc, tại tỉnh xá của ông cấp cô độc. Thì cái bài này nó có bảy cái sự tương phản với nhau. Cái thứ nhất là nói về thọ mạng, thọ mạng là nói về thọ mạng là tuổi thọ đó, thì người đó, thì rất là thọ sống lâu á, người thì chết sớm, chết yếu á. Rồi cái điều thứ hai là sức khỏe, sức khỏe là mình thấy là cái người có đôi khi người họ ít bệnh lắm đó, họ sống họ làm hoặc cả ngày mà họ ít bệnh, cái người thì nhiều bệnh. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba thì nói về dung sắc á, thì người thì rất là đẹp, người rất là xấu. Đó. Điều thứ tư á, thì cái người á, thì có rất nhiều quyền thế mà người không có quyền thế gì hết. Cái điều thứ năm á, là người thì rất là giàu có, đầy đủ tài sản, kể tiền thì nghèo khổ. Cái điều thứ sáu là người sanh vào gia đình là cao quý, người sanh vô một gia đình nô lệ thấp kém. Cái điều thứ bảy là người có trí tuệ và người ngu đần. Đây là bảy cái điều tương phản với nhau mà Đức Phật sẽ nói cho anh thanh niên xuất phát tô đại giá. Ngài nói rằng là cái người mà thường xuyên mà sát sanh á, bây giờ mình cũng thấy cái này, mình thấy ở trong các cái như trong các cái nhà hàng, thì những cái người mà họ làm cái nghề mà ở trong nhà hàng, bây giờ biết họ làm không, họ đập đầu cá, họ đó chưa có làm đó, tôi thấy cách đầu họ dứt ra cái họ cầm cái chạy đập cái là chết dây tại chỗ, chim một con một ngày họ cắt không mấy cổ mấy trăm con á đó, họ làm cái nghề sát sanh vậy đó quý vị. Mà nhiều lắm, làm nhiều lắm, trò làm như là thường ngày á, làm hoài vậy mà làm sao mà sau này mà trường thảo được. Chứ lại bởi vì thấy mấy cái chợ mà gọi là mấy cái chợ mà chợ thú vật hoang dã rồi đó, với miền Tây rồi, trò họ giết họ sát kinh hoàng. Thì ngài nói rằng là những cái chúng sanh nào mà thường sát sanh là sau khi mà thân hoại mạng chung á, thì thường là rớt xuống địa ngục, rớt xuống bốn cõi khổ á. Nhưng mà có cái nghiệp nào mà chen vô đó, nó khiến cho chúng sanh này không có rớt xuống đó mình đi cái đường mà tái sanh về lại làm người á, thì cái người này là cái người yếu thọ, cái người chết rất là sớm, thì là do nó cái nhân sát sanh. Bây giờ quý vị thấy có cái quả đó, quý vị thấy không, có nhiều đứa bé nó khoảng chừng 4-5 tuổi nó chết à, mà tận mắt của sư thấy ngang trên truyền hình á, bữa thấy cái đứa nhỏ nó khoảng từ tầm khoảng chừng 11-12 tuổi nó đi chiếc xe đạp, nó đạp ra ngay chỗ cái phố Hà Nội, thì ông kia ông chở một cái xe ba gác mà chở cái tấm tôn dài vậy đó, ông đang đi tự nhiên cái nó khiến cái nghiệp của nó tới, sao ông vừa bẻ cái tay lái qua cái miếng tôn nó quẹt qua cái cổ nó đứt cái cổ họng luôn, ngã nó chết tại chỗ, gọi là chết yểu, vì chết do nghiệp đó. Cái đó là do nó trước đây mình sát sanh nhiều và bây giờ nó có những cái trường hợp đó. Hoặc là em bé mà người ta mang em bé ra mà nó chưa có ra đời, nó còn nằm trong bào thai mà họ phát thai, họ bẻ tay bẻ chân họ kéo ra đó, cái đó là do nó cái nghiệp sát sanh. Bây giờ nó có những cái trường hợp nó phá thai chết trong bụng luôn. Rồi năm đứa bé 5-3 tuổi chết đó. Rồi có gì thấy không, tắt niệm tu sư đó, có gì thấy không, nghiệp sát sanh thì yếu thọ, rồi cái người trường thọ là cái người có giữ giới, cái người mà họ tác ý là giữ giới là họ sợ lắm, họ sát sanh. Người mà tác ý giữ giới là người biết tu nha, cái giữ giới là rất là quan trọng á, giữ giới đưa mình tới giải thoát, giữ giới mình giữ giới được á thì cái tâm tư của mình á, mình tu hành nó dễ lắm. Đó, mình tu thiền mình cũng dễ có định tâm, mình tu thiền mình cũng dễ phát triển định tâm lắm. Mà cái giữ giới này là nó an toàn. Đó, nó an toàn nghĩa là nó giữ được tài sản luôn. Đó, cái này nó có một cái mối liên quan với nhau. Đó. Bây giờ quý vị thấy không? Hại sát sanh là sẽ bị yếu thọ mà chết nhiều cái cách chết, chết bom, chết đạn, chết lửa, chết nước, chết tai nạn xe, chết đủ thứ chết rồi những cái ập tới. Do là cái nghiệp của mình. Bây giờ mình thấy mấy cái đứa nhỏ mà nó chết, khi mình học cái bài kinh này rồi mình thấy mấy đứa nhỏ nó chết vậy, mình thấy rằng không có gì bất ngờ cả. Khi mình chưa học cái bài kinh này mình thấy người ta chết vậy thì mình thấy rất là xót xa, rất là đau xót. Khi mình học cái bài kinh này thì mình biết rằng do là cái nghiệp của họ. Mà cái người nào mà là cái người Phật tử mà có tu hành á, mà có nghe pháp á, mà gia đình mình mà sau này có đứa con mình nó chết sớm á, mình coi cái bài kinh này thì mình biết là cái nghiệp của nó rồi. Thì mình cũng bớt đi cái sự đau buồn nữa, bớt đi cái sự thảm thiết nữa. Bây giờ mình đau buồn mình thảm thiết thì mình cũng đâu có làm gì được, mình cũng đâu có chen vô để mình cứu gỡ rỡ được đâu, tại vì cái quả nó làm thì cái nghiệp cái nghiệp nó làm thì cái quả nó trả.
chỉ có cái người mà người ta có học Phật pháp, người ta biết đó, thì dù có xảy ra chuyện gì nữa nhưng mà cái họ cũng giữ giữ được cái tâm họ yên vui. Mà ở đời có được mấy ai mà khi mà xảy ra cái chuyện gì mà họ được giữ được sự bình tĩnh, là họ phải có trí tuệ. Mà trí tuệ là phải tu hành đó. Đó là cái điều thứ nhất. Nếu mà muốn sống cho yên vui, sống cho có tuổi thọ, đúng tuổi thọ, thì đừng có sát sanh, có giữ giới. Con xin con giữ điều học là của ý tránh xa sự sát sanh. Đó mình đâu có làm. Đó mình không làm thì sau này mình không có trả cái quả sát sanh. Đó quả đâu đớn vậy. Đó là cái điều thứ nhất về tuổi thọ. Điều thứ hai về bệnh tật. Đó có người thì sống khỏe, sống trời ơi, sống tới tuy rằng là sanh lão bệnh tử là chuyện hiện tượng tự nhiên. Đó, có sanh ra thì phải có già, phải có bệnh, thì cái đây là nói hiện tượng tự nhiên. Còn có nhiều người á, nó mới có sanh ra cái bị ung thư máu, mới có khoảng 4-5 tuổi cái bị thận. Rồi mới có 8-9 tuổi cái bị gan, bị đồ đó. Cái trường hợp đó là gọi là nhân quả rồi. Thì do nó những cái kiếp trước đánh đập chúng sanh. Bây giờ mình cũng thấy nè. Hồi đó con với ngài, có lần con ngài đi bộ á. Đi bộ vài ngay chỗ cái sân banh đó ngài gì hà đó. Ngài thấy thằng nhỏ, thằng bé, nó cầm cái cây, nó quấn mấy bò, nó quấn liên tục. Đó. Bạn đầu con bò nó đi sai thì nó mới quấn. Mà nó quấn hết, nó có thói quen á. Con bò không đi sai, nó quấn nữa. Nó đi sai thì nó quấn, không nói gì. Con bò không đi sai, nó quấn nữa. Nó quấn theo thói quen. Cũng như cái người mà hút thuốc vậy. Bạn đầu buồn quá rồi bắt đầu nhìn trăng, mây nhìn trăng nhìn trời, bắt đầu mà hút thuốc đó, rồi tâm suy nghĩ tùm lum hết chứ, buồn hút thuốc, sau này không buồn không vui cũng hút nữa đó. Vậy là nó có cái thói quen, là đánh thép có thói quen. Bởi vì thấy cái người mà họ làm bài đồng mà họ đi cày đi bừa đồ cái gì, trời, họ quấn chúng sanh suốt ngày đó. Tới mùa mà ruộng gặt đó, bắt đầu họ đi cày đi bừa đồ, trời, mấy con bò đi không nổi, họ đánh ơi là đánh. Đó vậy là do nên mình đánh đập chúng sanh khác, đã thương chúng sanh khác, thì sau những cái kiếp sau mình sanh lại là cái thân thể của mình là bị bệnh đau. Đó vậy là rõ ràng là chúng sanh là thừa tưởng nghiệp, là đúng rồi, gì nữa. Phật nói quá hay, quá đúng, quá chính xác. Còn mình thấy cái người mà họ sanh ra mà họ có cơ thể đầy đủ, tráng kiện á, sức khỏe dồi dào á, là những cái người này họ có lòng từ, họ không có đánh đập. Họ có lòng từ thì chúng sanh họ mới đánh đập. Đó là cái điều thứ hai. Đánh dữ lắm. Cái này là nói đánh vật thôi. Nói đánh vật thôi, chưa nói tới đánh người nữa. Họ đánh người nữa kìa. Họ đánh người, họ đánh chó, họ săn, họ là thí dụ họ nuôi chó, mà con chó mà đã làm phật ý họ là họ nổi điên, họ đánh nè. Có cái ông gần bên đó. Bởi vì thấy con chó thì nó đâu có biết gì đâu, nó gặp mấy cái con ốc, con cóc, con đồ nó chết, nó cái mùi thúi ấy. Thì con chó mà nó lăn cho nó tha lên người nó. Nó thấy cái mùi đó chắc người nước khoa của nó sao không biết nữa. Nó gặp mấy con cóc mà chết đó, thì nó làm nó lăn lên. Nó chà, cái bình nó đầy hết trơn á. Là mùi nước kho, chắc cái mùi nước kho của nó. Khi ông chủ về, ông thấy cái mùi đó mà nó bị dính gì đó, ông nổi điên lên, nổi sân lên. Ông gần bên thì thấy, ông nổi sân lên, trời ơi, ông cầm cái dây vô, ông đánh con chó, ông đánh gì mà ông đánh. Ông đánh nằm con chó, trời nó la quá, trời nó la luôn, mình đem mình gì mà mình thấy nó la, kinh hoàng luôn mà ông cứ đánh. Vì sao? Cái tâm của mình đó là nó ác dữ lắm. Thế mà nó không xong rồi thôi, mình đã xong lên là cái gì nó cũng làm hết trơn á. Nó không những là đánh thú vật mà nó đánh luôn cả cha cả mẹ luôn. Ở sớm xưa có nữa. Thế cái tâm xong lên là nó bất kể. Mình nó xong lên là mù quáng hết trơn, nó không biết gì hết trơn, là nó làm hết. Thử ra do nó xong hẳn vậy, nó hành động như vậy thì sau này nó mới có cái nghiệp. Sanh ra là cái cơ thể của mình nó bị tật bệnh là vậy đó. Là cái điều đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là... cái điều này là cái điều xấu á. Người xấu người đẹp á nha. Ở đây trên đời này ai cũng muốn mình đẹp hết á. Ngay cả người đời người tu gì cũng vậy hết á. Lúc nào cũng muốn mình có nhan sắc hết á. Đẹp người ta cũng dễ nhìn. Thí dụ cái người mà đẹp á, có chút nhan sắc á, mình đi xin việc làm nó cũng dễ. Người đẹp với người xấu mà đó thì người ta nhận người đẹp à. Đó, cái người mà xấu quá nhận vô sao làm mấy cái công chuyện hạn như là tiếp thị cho nhà hàng, tiếp viên nhà hàng, hoặc là thí dụ là nhân viên hàng không, nhiều cái ngành nghề lắm, ngành du lịch đó. Ngay cả ông sư mà lên nó đạo thiết pháp mà ngoại hình nó có đỡ chút, người ta cũng nghe, người ta cũng cảm thấy cũng có cảm tình nữa. Thí dụ như sư cực chẳng đã thì xấu quá thiết pháp, người ta cũng không có cảm tình nữa đó. Không xấu đâu có ngại quỷ thương mà đừng lo. Đó nên là thử ra cái xấu này á, là
là Đức Phật nói là anh thanh niên xuất phát tuổi đại giá là người đàn ông hay người đàn bà nào ví dụ trong kiếp này mà ưa sân hận, ưa nổi cái tánh sân hận á, đúng chút là cái tâm nó bực bội khó chịu á, phẫn nộ á, sân hoài đó, khi mà ngoại cảnh á mà tới là nổi sân lên, thì những cái người mà thường sân hận gì á, thường nóng nảy gì á, thì mình thấy cái tâm sân là tâm xấu rồi, tâm sân sao tốt được đó, thì do nó cái tâm sân đó nó sân nhiều như vậy á, thì sau khi á, họ gần chết họ cũng sân nữa đó. Họ gần chết họ xong là họ đi xuống. Nghe Phật nói thêm, sau khi mà chết thông bại mạng chung á, thì những người này là sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng mà đang hấp hối mà có cái nghiệp nào mà đã xen vô á, sanh lại làm người thì nhất định là người này là người xấu. Như vậy thì quý vị thấy rằng là nhân hơn quả, nhân quả đó, không có ai hết. Hãy gieo nhân nào là phải lấy quả nấy. Mà ở đời á, cái quả nó trổ người ta mới sợ, người ta không sợ cái nhân nó khổ vậy đó. Cái nhân thì cứ làm, mà tới khi mà cái quả nó trổ là mới run sợ. Nếu như mà sợ cái nhân thì nó đâu có cái quả. Không, cái nhân không sợ. Cái nhân cứ làm, nó xảy ra cái chuyện đó rồi, thì sau khi cái quả nó trổ rồi, bắt đầu lúc đó mình mới sợ. Thì đẹp hay là xấu tùy do nó, cái nghiệp của mình tạo đó. Khi mình thấy một người mà sanh ra mà mình nhìn thấy dễ nhìn, dễ ngó, nhìn một cái là có thiện cảm liền đó. Thì mình thấy rằng là ở đời quá khứ là những cái người này họ gieo rất là nhiều cái thiện nghiệp, họ có tu hành nó gì, có tu hành mới chế người được tâm sân, phải không? Còn nếu mà không có tu hành, nhất là cái gì tu thiền á, cái gì tu thiền là cái khác á, là cái phương pháp mà tu thiền là cái gì chế người được tâm sân á. Tại vì cái phương pháp tu thiền là người ta chỉ mình cứ quan sát cái tâm hoài, quan sát cái tâm hoài thì mình dễ nhìn hơn. Chẳng hạn những cái phương pháp mà thí dụ làm thiện nhưng mà cái gì bố thí, vì bố thí thì sau này cái gì có tài sản thôi, mà cái gì không có tu thiền thì cái gì sân hoài thì nó cũng không có ổn. Đó, nên thử ra làm cái gì cũng phải là có cái tu thiền vô để mình thấy được cái tâm bất thiện của nó. Bố thí là phải tu thiền này, rồi làm các công nói chung là làm tất cả các cái công việc mà chấp tác á, nó phải có cái sự tu thiền vô nữa. Tu thiền là mình tránh niệm á, là mình mới thấy được. Chứ còn nếu không mình tại sao mình làm bố thí, đôi khi mình làm cái tâm mình hướng ra ngoài. Đó, mình làm cái việc bố thí hoặc là mình công quả, hoặc là mình làm về việc công quả, nhưng mà cái tâm của mình thường mình hướng ra ngoài, nếu mà có những cái đối tượng gì tới mình kiểm soát không được, tâm mình nó cũng dễ sao. Còn thí dụ mà tu thiền nữa thì mình thường xuyên mình kiểm tra cái tâm thì mình cảm nhận nhanh hơn. Mình thấy khi mà mình từ cái cặp nó đặt với sư Phật Khải một câu hỏi để mà gì để cho sư Phật Khải nghĩ chút xíu này. Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói một người đó, có cái tâm ưa bố thí, phải không? Họ ưa làm phước, họ phục vụ, họ làm cái này cái kia. Nhưng mà rồi đó ai mà làm trái ý họ là họ nóng. Như vậy vì thế bây giờ mình thiện nghiệp và ác nghiệp nó mix, phải không? Nó lẫn với nhau, phải không? Tức là đó, trong người này trong tương lai nếu mà cứ tiếp tục làm như vậy á, thì cái phước nó trổ lại thì người này được giàu có, nhưng mà đồng thời cứ nổi sân hoài. Ví dụ mình làm phước mà ai không làm theo đúng ý mình, ví dụ đi lễ dân y Katina người ta đọc sa thú lần tay, mình cứ đứng làm im, họ tới họ la họ nói họ trả là sự thế nhiều cả vậy. Người nào cũng đổi y trên đầu, người ta tới người ta nhắc nhở mình, nó mới sân sân á đó. Thì làm phước thì có đó rồi, nhưng mà trong cái cuộc lễ làm phước mình ưa đôi khi có cái chuyện mà trái ý nghịch làm mình bực bội á, hoặc giả là ngày như vậy, tức là nó lẫn phải không? Nó lẫn giữa cái là sẽ giàu có nhưng mà rồi mình xấu xa rồi vậy đó. Cái này là gọi là ở trong kinh là cũng có coi là nghiệp trắng nghiệp đen ngài. Ví dụ là nghiệp trắng là cho quả trắng đó, nghiệp đen là cho quả đen, mà nghiệp có đen có trắng thì nó cũng cho quả có đen có trắng. Cũng như là mình giàu có nhưng mà mình xấu. Đó, bây giờ mình thấy có nhiều người họ rất là giàu ở đời thực có này mà họ xấu kinh hoàng. Khi mà họ xấu rồi họ không chịu, họ tại vì họ giàu có, họ ăn nên làm ra có của cả, nhưng mà tự nhiên họ không có hài lòng với cái nhan sắc của mình đó, thì cái đó nó cũng là một cái nỗi khổ, là do họ tạo cái nghiệp quá khứ. Họ vì bố thí là giàu mà thường sân hận, thường bực bội thì nó sanh ra là giàu mà lại xấu, anh như vậy ngài. Có một cái khác nữa mà gì đây, ở trong nhà thiền á, trong cái vấn đề mà thiền tập á, người ta ưa nhắc nhở cái người mà làm phước hoặc cả là bố thí rồi vậy đó, mình hãy làm phước với tâm xả, thì cái này đứng về mặt vi diệu pháp nó như thế nào. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, thì nghe mấy ông thầy của sư, ông thiền sư với cũng giống của ngài Thổi Thượng Sư Minh nói rằng là khi mình làm phước á, mình đừng có cái tâm mà gọi là mình quá dính mắc vào cái chuyện làm phước, mình quá hoan hỷ rồi vậy đó, mà mình giữ cái tâm xả đó, thì là đứng về phương diện mà lý thuyết mà nói á, thì
Như vậy tức là nó có tới hai cái tâm mà. Một cái tâm là rộng rãi muốn bố thí, rồi một cái tâm khác là bố thí mà không có chấp một cái chuyện là mình làm cái này có phước, mà mình làm cái này để mình tạo duyên hay là để mình đắc đạo quả niết bàn rồi vậy đó. Thì theo ý của sư thái thì cái này nghĩa là sao? Nghĩa là nó có một cái sự Ở trong trong quy y pháp ấy, thì cái tâm thiện nó có 8 cái ngài. Dạ, nó 8 cái mà cũng đọc 2 cái thôi là cái gì hiểu á. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Thấy không? Tâm thiện mà thọ đi với thọ hỷ nó có nghĩa là đi sự vui vẻ, nó hợp trí nữa, vô trợ. Đó thì con giải thích cái những cái từ này. Khi mình cái người mà làm việc thiện việc lành á, tự nhiên họ có một sự hoan hỷ. Đó, họ hoan hỷ trong việc thiện đó thì gọi là tâm thiện này nó đi với thọ hỷ. Đó vô trợ nghĩa là cái tâm họ nó sanh khởi lên họ làm liền, nhanh nhẹn. Đó, gọi là tâm thiện thọ hỷ, mà hợp trí nghĩa là cái việc làm họ nó họ biết nhân biết quả, chứ không phải là thí dụ là họ làm mà họ biết cái hành động họ làm là tốt, hiểu được nhân quả thì họ làm này gọi là hợp trí. Đó, vô trợ nghĩa là không ai trợ giúp hết, đó, họ biết được cái điều đó họ làm thôi, mà cái tâm như vậy thì sau này nó trổ ra là nó trổ cái quả nó mạnh, nó trổ quả nó mạnh, nhưng mà cái tâm mình làm như vậy sau này người mà sanh lại kiếp sau là người tâm nhân, người có đầy đủ trí tuệ. À, gọi là cho nên cái nhân họ gieo là tâm thiện họ hỷ mà hợp trí. Việc tâm thiện nghĩa là việc thiện việc lành, trong đó thì việc bố thí giữ giới cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp mà họ làm mà có trí tuệ, họ hiểu biết được cái hành động họ làm đó, thì như vậy thì tâm thiện họ hỷ hợp trí vô trợ này thì nó mạnh. À, thường làm cái tâm đó, và nó có một cái tâm thiện mà thọ xả cũng là hợp trí vô trợ, nhưng mà cái tâm thiện này là cái tâm thiện thọ xả này mà cũng có trí tuệ. Có nghĩa là những cái người mà bố thí mà họ làm những cái tâm thiện mà họ không không quá hoan hỷ, không quá vui mừng á, thì họ làm với một trạng thái tâm quân bình, à, thì được gọi là thọ xả, nhưng mà nó cũng là tâm thiện, cũng có trí nữa. Đó, hai cái chức năng tâm nó giống nhau, nhưng mà điều con cái là một cái là thọ hỷ và một cái thọ xả. Một cái thọ hỷ là có nghĩa là họ vui mừng. Họ vui mừng, có đôi khi họ vui mừng quá đó, nó làm cho họ như là bị phấn chấn á. Đó, đúng rồi. Dạ. Bị tâm nó bị chấn động á, vui mừng quá tâm bị phấn chấn, hơi bị phấn chấn á. Đó, rồi cái tâm thiện mà họ xả đó, họ làm với một cái trạng thái bình thường. Ví dụ như là cái người mà thí dụ mình mới rủ họ đi bác, anh nói bây giờ vô đây đặt bác ở trong chùa này, người ta có làm phước cúng dường này. Rồi bắt đầu cái tự nhiên họ đi vô họ đặt bác, họ đặt bác lần đầu tiên họ thấy không, họ hoan hỷ quá, vui quá, cái tâm họ nó rộn ràng quá. Thí dụ mình rủ họ đi dài hôm nữa, bắt đầu họ cũng làm vậy, họ cũng biết điều thiện họ làm vậy, làm thiện là có phước vậy, nhưng mà bây giờ họ làm với cái trạng thái tâm quân bình. Đó. Hàng đấy trong mình nó không không háo hức nữa, nó không có mừng vui nữa, nhưng mà điều thiện vẫn làm, trạng thái tâm của mình là như vậy. Nhưng mà cái tám tâm này á, thì nó có bốn cái tâm thọ hỷ, bốn cái tâm thọ xả. Tám tâm thiện này bốn cái tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả, thì trong đó đó thì nó có bốn cái có trí tuệ, có bốn cái không có trí tuệ. Chẳng hạn như mình chánh niệm, mà mình chánh niệm không, mình chỉ chánh niệm thôi, chẳng đơn giản như ví dụ mình là mình ngồi thiền đi, mình ngồi thiền mình theo dõi hơi thở vô hơi thở ra đó, thì mình chỉ thuần là mình theo dõi hơi thở thôi, thì cái đó là mà cái trạng thái tâm của mình lúc đó nó cũng quân bình nữa đó. Như vậy thì trong cái thời điểm này đó, gọi là tâm thiện mà thọ xả đó, mà không có trí tuệ đó, nó chỉ là tâm thiện thọ xả thôi. Còn thí dụ mà họ có trí tuệ, họ hiểu được cái pháp, họ hiểu được cái cảm giác, họ hiểu được cái tâm nó sanh lên rồi nó diệt đi, họ hiểu thôi nghe, chứ không phải đắc gì hết, họ hiểu thôi. À, họ hiểu cái vấn đề hành thiền của họ nó sẽ đưa đến cái sự lợi ích như thế nào, và không hành thiền nó đưa đến cái sự bất an, và hành thiền nó đưa đến sự lợi ích như thế nào, thì lúc đó nó có trí tuệ nó can dự vô đó. Nhưng mà nó cũng là cái trạng thái tâm quân bình nữa. Rồi cũng có nhiều cái họ ngồi thiền, nhưng mà tự nhiên khi mà cái cảm cảm cái họ cảm thấy cái trạng thái mà hỷ sanh khởi lên đó, thì bắt đầu cái đó là cũng là họ hỷ của tâm thiện nữa nha. Nó có 8 cái tâm thiện ở ngày, trong đó có thọ hỷ và thọ xả. Đó, có hợp trí và ly trí. Đó. Ly trí có nghĩa là không có trí tuệ trong khi làm việc thiện, mà dạo không có trí tuệ. Thì cái người mà làm gì hoài, chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình đi về đường mình thấy người ăn xin. Đó, thì mình khi mà mắt mình thấy gì cái tiện mình lấy tiền ra mình cho họ theo thói quen thôi. Mình làm gì thì mình không có trí tuệ. Tâm thiện nó vẫn làm cái gì tốt việc lành đó, nhưng mà nó không có trí. Đó, hoặc là mình thấy đứa bé mà nó tới ví dụ nó thấy mẹ nó cho, mẹ nó đã đem đồ cho nhà sư cúng dường, nhà sư đỡ cho trong bát thì mẹ nó hiểu, nhưng mà có đôi khi nó cũng vẫn để dập thực cho trong bát mà nó đâu hiểu gì đâu, nó không hiểu gì hết, nhưng mà nó vẫn làm. Nó khác cái một cái tâm thiện mà nó có hỷ và thọ xả, rồi nó có hợp trí và ly trí.
Mà sử dụng cái tâm lý trí này á, thường xuyên á, thì cái người đó đó khi mà hành thiền thì họ dễ đắc đạo quả. Tại vì trước khi mà nó bước qua một cái từng đạo quả đầu tiên á, thì cái tâm thiện này phải sanh lên trước. Đó, trước khi mà đắc đạo quả lần đầu tiên thì cái tâm thiện này phải sanh lên trước, thì nó làm rất là nhiều chức năng trong đó. Rồi sau đó thì cái, nhờ cái tâm thiện này nó sanh lên, nó làm việc là chuẩn bị này, còn hành này, thường thứ này, bỏ bực này, thì cái sát na này nó diệt đi thì tâm đạo nó mới sanh. À, còn nếu mà không có tâm thiện mà hợp lý mà sanh khởi lên thì người đó không bao giờ đắc đạo quả được. Nó như là làm cái nền tảng á. À, tâm đạo sanh lên rồi tâm đạo diệt đi rồi tâm quả sanh lên lần nữa. À, như vậy thì tâm thiện này nó rất là cần thiết, mà có tâm thiện có trí. Được rồi, ô Phật. Bây giờ mình tiếp qua cái chuyện này đi. Bây giờ đạt xấu rồi, bây giờ tới quyền thế này. Có gì không? Dạ. Dạ. Cái quyền thế này là do nó họ ganh tị ngài. Cái người mà họ ganh tị nhan sắc của người khác. Cái chúng sanh đó mà ganh tị với cái lợi lộc của người khác, ganh tị cái sự cái phước nhân của người khác, hoặc ganh tị cái phước quả của người khác. Đó. Thí dụ người ta có gì thì họ có một cái tâm rất là khó chịu. Sân tật lận, sân tật là tật đố, cái này nó nằm trong tâm sân á. Sân tật, cái gì họ thấy là khó chịu là tâm sân. Đó. Nhưng mà cái trạng thái tâm nó sanh gửi lên ganh tị cái đó gọi là tật đố. Đó. Thì cái tật đố này nó là một cái pháp mà nó đi trong cái thì gọi là cái này nó có bốn cái sở hữu sân tật lận hối. Trong quy pháp là sân này, tật là tật đố này, lận có nghĩa là bổn xẻng này. Đó, rồi hối này có nghĩa là hối hận, hối tiếc. Đó, những cái việc thiện mình không làm hoặc là những cái việc ác mình làm. Đó, thì nó nằm trong cái phần sân. Đó, như vậy thì cái người mà thường có cái tính mà ganh tị phước nhân của người khác, thấy người ta làm mình cũng như là mình ganh tị, mình nói trời làm đâu như có tiền thì làm hoài. Đó, làm như đâu như ta đây ngon vậy, làm thế là ngã mạng đâu, ví dụ vậy. Đó, thì mình thấy cái người này tự nhiên họ đổ những cái phước quả hoặc là thì họ làm ăn được, có gì thấy hai cái nhà gần bên người ta cũng làm táo hết, tự nhiên cái ông kia ông làm táo ông bán trời, ông bán một tháng ông bán mấy chục triệu luôn, mà táo của ông người ta tới ta mua rất là nhiều, cái nhà làm bên làm không được, thấy người ta mua bán nhiều, cái đầu tiên nó đâm ra ganh ghét. Đó, đâm ganh ghét đó là gì? Ganh ghét những cái lợi lộc của người khác. Thì cái người mà có cái tâm mà ganh tị cái lợi lộc của người khác á, thì sau này họ sẽ sanh vào một cái gia đình là coi như là không có quyền thế, cô thế. Một gia đình cô thế, không có một chút quyền thế nào hết. Thì cái đây là cũng do nó những cái nghiệp xấu quá khứ làm của cái người họ không ganh tị. Ai làm thì làm thoải mái, có đôi khi mà cái người mà biết tu hành nó cũng quan hỷ nữa. Ví dụ họ thấy cái người này được lọc, họ vui theo. Không? Cái người mà vui theo những cái phước nhân và cái phước quả của cái người đó thì cái người này tự làm cho mình an lạc. Thay vì mình có cái tâm ganh tị là mình đau khổ, mình phiền não, bây giờ thì mình vui theo. Đó, mình vui theo thì bắt đầu thì nó là tâm từ bi, tâm hỷ. Đó, theo tâm hỷ thì nó nằm ở trong tâm thiện. Không? Bi và tỳ hỷ thì nó là hai cái chức năng. Bi là có nghĩa là mình thương xót những cái sự đau khổ chúng sanh khác, mà tỳ hỷ có nghĩa là mình vui theo. Mình vui theo tất cả những cái gì mà nó phát sanh bởi vì do nó cái nhân hay là cái quả của người khác, thì cái người này sau này sanh ra thì sanh rất là có quyền thế. Vì mình thấy cái bài kinh này rất là hay, mà có thể là mình nghe mình hiểu. Tại cái chuyện này thì nó rõ ràng trong thế gian nó đang có, nó không có quá khó. Đó là cái điều thứ tư là ganh tị. Trời, ganh tị cũng đau khổ dữ lắm. Ganh tị đau khổ lắm. Có nhiều cái chuyện ganh tị nói quạng hết. Từ ở ngoài làng cho tới trong chùa, ngay cả trong chùa cũng vậy nữa. Đó, thấy người ta thí dụ là thiết pháp hơn mình, giỏi hơn mình, thì mình cũng có một chút nào không có vui vẻ. Đó, còn thì mà cái người mà có tu của họ, ôi xa thú lành thay, đó, xa thú lành thay, tỳ hỷ công đức. Đó là những cái người nào nói bằng cái tâm tỳ hỷ thiệt có gì. Chỉ cần tỳ hỷ vậy thôi là cái tâm của mình nó cũng an vui rồi, cũng an lạc giống rồi. Đó. Ai hiểu được cái điều này, tại cái tâm bất thiện là nó thường thường nó gặp cảnh là nó phát sinh gì. Phải tu mới làm được điều này. Đó là cái điều thứ tư, cái điều thứ năm nè, nói về tài sản nè. Người thì giàu, kẻ thì nghèo. Người giàu, kẻ nghèo, cái đây là cũng rất là quan trọng đó. Cái này rất là quan trọng. Cái này là mình phải cần gieo cái nhân này để những cái kiếp sống tới, nếu mà mình chưa có giải thoát đó, thì mình không có rơi vào một cái hoàn cảnh mình sanh trong một cái gia đình của hai cái ông bà mà đi bán giấy số. Không có sanh ra một cái gia đình của hai cái ông bà mà đi lụm với cha giúp đức,
trời ơi, nó cực lắm quý vị ơi. Sư Tường sanh vào trong một cái gia đình cực khổ thì sẽ biết cái cảm giác này. Trời ơi, ăn còn không có ăn, mặc không có mặc. Đó là cái thời mình chưa tu á, trời ơi nó khổ gì mà nó khổ, ăn hụt mít mà sống, ăn phải lan mà sống. Cơm đâu mà có ăn, tại vì mình phước, mình có cái phước bố thí mà. Thế ra cái nhân duyên nghiệp báo đó nó mới đưa đẩy mình tái sanh vô trong một cái gia đình mình như vậy. Thế ra mình sanh ra để mình không có ăn chứ, nó mới đúng theo cái nghiệp của nó chứ. Thế ra khi mà mình khổ, mình rất là thèm đủ thứ. Thèm, có một lần tôi nhớ, trời ơi, một năm trời mà tôi không ăn được một miếng cá nào hết. Trời, tôi thấy cái mùi cá kho ở trong làng nó bay ra mà tôi thấy nước miếng nó cứ chảy xuống hoài vậy đó. Mình thấy cái nghèo không, cái khổ không? Mà mình thấy người ta bận một cái quần mà mới còn đẹp đó, trời, mình ước ăn, mình khao khát lắm. Mà cái quần của mình bận, xin lỗi hơn, cái mỏng đít của mình chai ít nhất, khi mình giá cho cái mỏng đít của mình ít nhất là 300 miếng. Nó cứ rách là giá vô, rách giá vô, tiền đâu có, một cái áo quần mới bận. Cái nghèo là nghèo như vậy đó. Mà nghèo đi rồi mới cảm nhận cái nghèo nó như thế nào, nó khủng khiếp lắm. Đi chân không, dép. Thậm chí mà đôi khi không có tiền mà mua dép, mà đi chân không mà. Giảm gai hết hầu, giảm đủ loại gai hết. Trời, nó nghèo nó cực lắm mà. Quan trọng nhất là khi mà mình bệnh, mình có tiền. Đó, mình có tiền, mình uống thuốc, uống thang. Trời, có nhiều cái nghèo, cái người mà thiếu phước giờ cái nghèo nó dẫn ra nhiều cái rắc rối lắm. Đó. Thành thử ra phải, mình, trong Đạo Phật là có cái phương pháp bố thí là gì đó. Đó, bố thí là... Ngài, bởi vì Ngài thấy, Đức Phật Ngài thấy những cái chuyện đau khổ của chúng sanh, nó đi đến nhiều cái phương diện tinh thần lẫn vật chất đó. Thử ra Ngài khuyến khích chúng sanh là ví dụ là bố thí, giữ giới đó, làm những cái thiện nghiệp mà sau này nó bớt khổ đi đó, nó bớt khổ đi. Trời, nó nghèo như cái nhìn có sư hôm trước là sư có giữ cái quỹ ít tiền của Ngài á, sư đi, sư thường đi chợ đi đó, cái sư thấy trò có cái bữa sư tình cờ gặp cái cô kia, cô đi bán vé số, cái cô thấy sự gửi xe của cô đi tới cái mặt của cô buồn hiu à, cái hỏi cô bị sao vậy, cô nói dạ con đi bán vé số mà bữa con té và gãy cái chân á, cái thầy con té và gãy cái chân mà bây giờ con có tiền mua thuốc uống không, đó. Con có tiền mua thuốc uống không, trời, mình nhìn cái khuôn mặt của họ mình thấy sầu não thiệt á, thương quá, sầu não. Cái lúc đó cái sư nói thôi, sư có giữ tiền quỹ của thầy sư này, sư làm phước cho cô 500.000 nha, trời, cô mừng quá trời luôn. Đó là lấy cái tiền của Ngài đó làm phước cho cô đó 500.000. Rồi một lần nữa đi gặp cái cô kia, cô bị cục cái chân, cô bị tai nạn mà. Sau khi cô đi mổ xong mà cô cũng không có tiền, mà cô đó cũng còn trẻ, tầm khoảng chừng 4 mấy à. Cô chống cái nạn mà cô đi xin, mà mình thấy cô đi xin đó, vô trong quán cà phê xin người này người kia, có đôi khi ngồi 10 người mà xin có 2 người cho, mà cho người ta cho cũng có 1.000, 2.000. Mà cái số tiền cô cần là phải 400-500.000 để mua thuốc uống. Trời, mình đứng con nước con nhìn con thấy trò con đi xin thấy thảm ghê. Cái con đi tới cái tự nhiên cái con hỏi cô ở đâu vậy, nói dạ con cũng ở gần đây mà con bị tai nạn, bị gãy cái chân mà bây giờ con sắp sửa đi tái khám nè, mà con không có tiền mà con đi xin hoài phải cho 2-3.000 nè. Cái con nói sư của thầy sư giờ sẽ làm phước cho cô 500.000, con nói trò thầy làm gì con mừng quá, trò con có tiền con đi tái khám đó. Đó là cái quỹ Ngài đưa cho con, cái tiền là con giữ con đi, con gặp mấy trường hợp đó là con cho họ vậy đó. Làm phước thiện đó, nó nghèo nó kéo nó nhiều cái lắm, hơi luôn lắm, cái gì hơi luôn lắm. Nhà cửa như vậy thì ví dụ ở đây sư muốn mở mặt góp ý với sư thái một điều như thế này này, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình có con có cái, gia đình của mình giàu có ha, cái chuyện nghèo thì cũng nói rồi, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ gia đình của sư chẳng hạn là giàu có, là cái bằng là hồi xưa là có cơm cho gia đình, có tiệm buôn bán, rồi cha mẹ rất là giàu có, rồi bây giờ mình xin cô đó mình làm con của ông bà đó, ông bà lo lắng cho mình, cũng phải 100%, tại vì cái nhà buôn bán thì con cái thì cũng phải sinh hoạt, nhưng không thể là kiểu giống như con nhà giàu mà chỉ ăn và đi chơi không thôi. Nhưng mà nếu mà xét theo lý nhân quả nghiệp báo thì mình mới thấy rằng là đó không phải cái đứa con này là của mình này, mà cái nghiệp của nó đưa nó vô đây, có vậy không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Yeah. Nó một cách tự nhiên vậy thôi, không phải là tại vì mình muốn nó tới mà nó tới, mà chính là cái nghiệp của nó, chính là cha mẹ của nó, là nghiệp của nó đẩy nó vô đây để mà nó hưởng cái đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì bởi vì có cái bài kinh này, cái tự đời đó, chúng sanh là thừa tự nghiệp đó Ngài, là chủ nhân của nghiệp đó, là cái nghiệp đưa đẩy Ngài. Đưa đẩy á, cái nghiệp đó. Dạ, đưa đẩy tới sanh á. Cái này là mình chỉ nói về cái phương diện này thôi, còn cái mặt khác mình chưa có nói tới cái một cái mặt nữa. Là thí dụ là cái người này họ có phước, họ sanh một cái gia đình giàu có, mà tự nhiên á họ do họ giàu có, họ có của cải, thì họ đi cờ bạc,
hút chích thì kia ma túy đó, rồi vi phạm pháp luật quốc gia, rồi bị ở tù có tội, thì cái chuyện này là một cái chuyện khác nữa đó, là do nó không có trí tuệ gieo nhân xấu. Bởi vì sư, sư đặt câu hỏi với sư Bất Thái là tại vì như thế này. Sư nhớ một lần đó, ông thiền sư thầy của sư, ông kể một cái câu chuyện liên quan tới gia đình của ông đó. Ông nói rằng là khi mà bà xã tôi có đứa con đầu tiên đó, thì tôi ngồi ở ngoài hành lang đó, tôi chờ bà sinh ở trong đó, tôi ngồi ngoài này tôi hành thiền. Yeah. Khi mà tôi ngồi một lát rồi đó, thì người ta báo cho tôi biết là bà xã tôi phải mổ để đưa đứa bé ra, thành ra nó mất rất là nhiều thời giờ, lâu lắm ông phải ngồi đây. Thì ông nói không sao cả, tôi chờ. Và trong khi mà ông ngồi ông chờ đợi như vậy, thì một là ông đi kinh hành, hai là ông hành thiền, cho tới lúc thì bà y tá đó, bà bồng đứa bé ra. Bà bồng đứa bé ra thì bà mới kêu ông, bà nói này ông này, đây này, bà sinh ra được đứa bé rồi này, bây giờ bà đang lo, bà đang nằm dưỡng ở trong đó, thì tôi bồng ra cho ông để ông coi, để ông vui mừng, ông thích. Thì ông hỏi nó con trai con gái, thì bà y tá trả lời là nó con trai đó. Thì ông nói đáng lẽ là tôi phải rất là sung sướng, là tại vì đây là đứa con đầu tiên của tôi, con đầu lòng của tôi, với là vì tôi ở trong cái gia đình người Tàu đó, thì cái đứa con đầu tiên con trai là ta quý lắm, vân vân. Nhưng mà lạ một điều đó là tôi vẫn cho tới bây giờ đó, bây giờ sư nghe câu chuyện của sư Bất Thái kể, sư mới hiểu cái tâm của ông này, là ông nói lúc bây giờ tôi thấy bình thản thôi, tôi không cảm thấy là có cái gì mà để mà phải là vui mừng sung sướng hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn nó không phải là thằng con của tôi, mà một cái chúng sanh ở đâu nó tới, do cái phước đức của nó mà nó tới đây và nó sinh ra trong gia đình của tôi. Như vậy tức là cái sự suy nghĩ này cũng là rất là hợp lý, mà nó là có trí tuệ phải không? Dạ đúng rồi. Khi mà cái trường hợp của ông thầy á, là cái người nhìn cái phương diện này là cái phương diện trí tuệ đó, thành thử ra cái người mà có trí tuệ họ nhìn cái nhìn của họ nó khác lắm, không phải là cái tâm dính mắt. Em bây giờ thí dụ mình vừa thấy đứa con cái trò, vừa đem ra cái trò ôm hôn huyết trò nữa nương nương kia, đó là cái lúc đó là tâm tham đó này. Tâm tham nó sanh lên, nó quấn lấy á. Nó quấn lấy nó nói cái đứa bé là con của mình này kia nọ, rồi nó dính mắt ngày dính chặt. Còn cái người mà họ nhìn trên một cái phương diện mà có tu hành, nó có trí tuệ, họ nhìn nó như vậy là rất là cao ngày. Vậy đó. Với cái tâm là nó vừa nhìn cái tâm thiện mà đi với trí tuệ mà họ xả nữa đó. Như vậy thì nếu mà đứng về phương diện mà cuộc sống mà mình nói đó, thì những cái người mà suy nghĩ như thế này có bộ chắc là khó sống với thế gian phải không? Tại vì làm như cái lòng mình nó hững hờ, mình không có để ý gì trơn. Ông chỉ chia sẻ cái này với các vị hành giả trường sinh thôi, chắc có lẽ là ông không nói với ai, nhưng mà ông nói rõ ràng, là tôi thấy rõ ràng là cái tâm tôi bây giờ nó thoải mái, nó vui, nó cũng ở thì có con thì có vậy thôi, nó mà không có hồ hởi, cũng ôm ấp mà hung hít, thế là nói rằng đây là con của mình là kia cái nọ đó. Thì lúc đầu sư nghe sư cũng bị sốc, sư suy nghĩ là người có tu có ngày, người có tu có ba la mật á, người có tu có ba la mật thì cái ngày họ có cái vấn đề đó không có bị chấn động. À, không bị tham liếm nó kéo nhìn với một cái phương diện trí tuệ ngài. Đó là cái lý do tại sao mà sau này ông nói tôi bỏ gia đình tôi đi tu một cách rất là dễ dàng vậy đó, là bởi vì trong khi mà trước khi mà tôi đã mà lấy vợ là tôi cũng đã tu rồi. Chắc có lẽ là đây là một cái mình nói để mà mình gì đây mà góp ý với nhau, để mình thấy rằng là một cái công trình mà tu tập mà nhiều nhiều năm nhiều tháng nó cũng có ý, nó tạo mình sự trí tuệ ha. Dạ có chứ ngài, con coi trong cái kinh pháp cú á, con coi trong kinh pháp cú có nhiều vị á, sau này là tu họ tu tới 20 năm kiếp về trước giờ mới đắc đạo quả ngài. Đó. Còn có một cái ngày gì ngày tu trong cái động, ngày tu thiền ta 55 năm liên tiếp, chứ đâu phải tu như mình tu khó thiền 7 ngày cái thôi cái là không thả ra không tu nữa, người ta tu liên tiếp gì á. Dạ. Bây giờ cái kế nữa chưa? Giàu nghèo rồi đó. Giàu nghèo. Đó, bây giờ quý vị muốn là tại vì mình chưa giải thoát, khi mà mình có A-la-hán thì mình mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mà mình chưa có cái gì hết, mình chưa có gì hết là mình biết à. Nó mình cảm nhận, cần gì phải hỏi người ta, mình tu hành biết là mình ngày nào mình còn tham, mình còn sân nè. Đó. Mình còn u mê, mình hành thiền, mình còn hung trầm này, thì mình thấy rằng là tham sân si mình còn nguyên, mình tiếp tục mình tu nữa. Không sao hết. Đó, khi nào mình tất cả A-la-hán là cắt hết mấy cái này. Đó. Tâm tham 12, tâm bất thiện là A-la-hán cắt hết, không còn cái nào hết, người ta mới giải thoát. Sau kiếp sống đó không còn sanh trở lại nữa. Đó, thì gọi là A-la-hán, tu mục đích để không còn thân ngũ uẩn này, để không còn sanh lão bệnh tử. Đó là cái chiều hướng của Phật Pháp. Đó. Cái chiều hướng Phật Pháp là tu hành để cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, đó, chứ không phải là cầu sinh. Tất cả những cái phương pháp mà cầu sinh là không có được gì hết trơn, mà phải tự bản thân người đó, Phật chỉ là phải tu hành.
À, mỗi người là phải tự tu hành lấy mới ra khỏi, tại vì tâm sân là sân, tâm sân của mình cắt nó chứ ai cắt được ha. Mình tu hành mình có trí tuệ thì cái trí tuệ này nó cắt cái đó được, nó mới bỏ cái đó được đó. Rồi nếu mà trong dòng sanh tử luân hồi mà mình thấy rằng là mình còn tiếp tục nữa thì nó phải có những cái phước để nó hỗ trợ. Thay vì nếu mà mình sanh làm người, cũng nói ví dụ mình sanh làm người mình gặp được Phật pháp và mình có tiền nữa, mình có tài sản nữa, thì mình ví dụ mình làm những cái buổi lễ gia tăng này nó cũng dễ hơn. Hoặc là thí dụ mình muốn cúng dường các vị thiền sư thì nó cũng dễ hơn. Hoặc là mình thí dụ mình muốn cúng dường cái phương tiện mấy ngày đi máy bay đi xe rồi, thì mình cảm thấy là những cái việc thiền nó làm thì nó càng tăng lên nữa đó. Rồi thí dụ mình có tiền mình vô chùa hay là vô trong thiền viện mình cất được cái cốc mình ở mình tu hành thì nó cũng rất là có giá trị, mà mình không lệ thuộc ai nữa đó. Như vậy thì quan trọng nhất là cái tiền đó mình làm gì đó, cái tiền đó mình biết cái tiền đó là mình có, là mình tạo thêm thiện nghiệp nữa thì nó rất là tốt. Rồi mình sau đó là thí dụ mình có thể là mình giúp đỡ cho những cái bạn đồng tu, vì mình thấy những cái người họ tu không mình, họ kém phước, họ không có ăn có đồ này kia nào, thì dù mình giúp đỡ cho họ ăn uống tu hành thì mình tạo phước nữa. Rồi như vậy thì mình có cả phước trí mà cũng có cả phước vật nữa, thì mọi việc nó thuận tiện cho mình dữ lắm. Đó. phải bởi vì cô không hiểu, hình như là như vậy mà thử là cô nghĩ là ngài có cái pháp bố thí nhiều á, ngài á bố thí, ngài nói gì cho con bố thí cho sư có đâu, cô thấy ngài á, cô thấy ngài là bố thí nhiều lắm á, chứ phải giỡn đâu. Không, mà thường thường đa phần là bà con nó nộp cho sư, sư lấy cái đó cho sư đứng trung gian giống sư Quốc Thái vậy đó, thấy không? Chứ không phải là sư có tiền của sư đâu, tiền của sư cất kỹ lắm, đâu nói. nói chung là mình làm như khi mà mình có một chút tu tập á, sư không dám nói là mình tu nhiều á, thì mình thấy rằng là đó, bây giờ cái số tiền mà mình để nó cũng để làm gì, thấy không? Đó, mình san sẻ, mình chia cho người này người kia họ đang cần. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình nghe những câu chuyện qua số tái chia sẻ là ví dụ gặp những cái người những cái hoàn cảnh rất là đau khổ như vậy đó, thì bây giờ thay vì mình cái tiền mình để bên này, mình để trong nhà băng, mình để trong quỹ tiết kiệm rồi vậy, thì tại sao mình cũng đem ra mình giúp cho người ta? Không phải luôn luôn là nó suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình thấy là nếu mà có cơ hội mình làm, mình nên làm đó, nó tự nhiên nó nghĩ vậy thôi. Còn thật ra phải là nghĩ tới cái chuyện là tạo cái công đức gì để mà sau này là, thì dĩ nhiên cái chuyện đó nó tự động nó tới thôi. Nhưng mà xưa mà tu tập sư cũng ảnh hưởng một phần bị ông thầy đó. Ông thầy nói rằng là khi mình làm phước bố thí phương dường, mình nhắc mình chỉ làm một chuyện thôi. Cái thứ nhất là mình bỏ cái lòng tham của mình, bỏ cái đúng rồi. Và cái thứ hai nữa là mình làm cái sao để mình tạo cái điều kiện để mình giúp đỡ cho tha nhân, để có đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Ông nói hai cái điều kiện đó là cái đẹp nhất. Mình cho để mình dứt bỏ lòng tham thì là cái người kia đâu cần phải cảm ơn. Ví dụ chẳng hạn, nhưng mà ngài thấy nào, nếu mà cho cái bà đó khoảng 500.000 mà bà đi tái khám mà bà có tiền bà mua thuốc uống gì bà mừng, mà bà có nhớ ngài hoài không? Có nhớ hả? Bà đâu có biết đâu mà. Tại vì con nói cái này thì của thầy con mà. thì mình thấy là gì đây, mà suy nhớ là ông thầy ông hay nói rằng đó, khi mà mình bố thí mình chỉ nhớ một điều thôi, thôi bây giờ mình cho cái này để mình dứt bớt cái lòng tham của mình, cái của cải của mình thì mình có, mà thế nào cũng có, người ít có ít, người nhiều có nhiều thôi. Đó là chuyện. Mà chuyện thứ hai nữa là mình làm sao mình đem đến cái sự mà phúc lạc cho cái người mà mình cho, nghĩa là mình cho họ thì cũng giống như nãy mình nói đó, thì cái người kia họ sẽ được cái tiền đó ra, họ đi chữa bệnh gia độ ra. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy những cái vụ mà mình cho ông sư cụ bên 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 cái chùa mà làm cái tường, cái bức tường đó, trong khi đang khó khăn như vậy rồi ông phải đi mượn vay tiền lãi tiền đồ đó, rồi mình sắp xếp được mình cho ông cái tiền đó để ông xây bức tường để mà cho người ta khỏi đi vô đi ra làm cho ồn ào cái khu vực của ông, thì mình những cái mà mình nó tự nhiên nó tự động nó nhớ lại vậy thôi. Thành ra cái đó hôm nào có gì con kể với ví dụ bức tường ra. Bây giờ con nói thêm một cái câu chuyện này nữa là con trở lại cái bài pháp chính nè. Bởi vì ngài làm con ưa nhớ ngài hoài là nó có nhiều cái chuyện nó nổi bật. Đó, nó nổi bật cái phước, cái công đức bố thí của ngài nó nổi bật. Thử ra những cái nào mà nổi bật ta dễ nhớ lắm, mà nó nhớ lâu. Ngài thấy cái năm mà ngài về Phước Sơn, mà lúc mà ngài xuống cái cốc ở dưới ngay chỗ suối á, lúc con ở đó, lúc đó là khi mà ngài mới con mới gặp ngài, là lúc đó là nó nghèo, lúc đó nó nghèo dữ lắm, nó nghèo mạt, nghèo tàn, nghèo mạt á, gọi là nghèo khạc ra tro, mà nghèo ho ra máu á. Lúc đó là thức ăn mà mua về mà không có cái gì để nó bị ương, cái con mới lấy cái thùng xốp á, con bỏ đá gì đó, con để trái cây vô đó. Đó, rồi sau khi mà gặp ngài á, hình như là 2-3 lần bắt đầu ngài xuống đó, ngài thấy không có cái tủ lạnh, ngài nói chứ không có tủ lạnh nè, nói ở đây không có tủ lạnh, mà con cũng nói vô tư vậy đó, cái tự nhiên cái ngài nói hôm sau cái ngài nói chứ thôi giờ cho sư thái 200 đô này đi mua cái tủ lạnh này.
Lúc đó thì nó mừng kinh hoàng, lần đầu tiên mà có người cho mình 200 đô mà đi mua cái tủ lạnh, trời, nó phải mất ngủ 3 ngày. Tại vì cái chuyện này nó xảy ra mình không ngờ, tại hồi nào mình có xài tủ lạnh đâu đó. Rồi cái hôm đó cái lấy ra đổi được 3,2 triệu đó ngài, còn nhớ số tiền 3,2 triệu đó, đi mua cái tủ lạnh về đó xài Cái đó. sai lần đầu tiên cái tủ lạnh đó Lần đầu tiên cái tủ lạnh đó, trời ơi, lần đầu tiên mà xài được cái tủ lạnh nó mừng quá trời mừng luôn. Có khi nào mà mình xài, biết xài tủ lạnh đâu đó chị, nó có những cái phước báo mà ta thường nhớ mình hoài là nó nổi bật. thật ra mình làm mình cũng biết nữa. Đối với sư Quốc Thái thấy là gì đây à, đối với sư Quốc Thái cái tủ lạnh nó rất là quý, còn sư là ở từ bên Mỹ sư về thấy không, tủ lạnh bên này ê hề đâu có lúc khi người ta bỏ ngoài ra đi lượm rồi nữa đó, ông mời em sư đi lượm tủ lạnh được về ông sửa lại đó. Thành ra mình thấy rằng là đối với sư không có phải là cái chi mà ghê gớm lắm, nhưng mà tại vì mình đâu có biết là cái kết quả mình đưa tới cho người kia vậy thôi đó, là cái sự lợi lạc mà mình không biết không vậy Lúc đó. đó con khi mà con có tủ lạnh là con dùng phục vụ ngài đàng hoàng tử tế dữ lắm. À, chi hả? Thì bây giờ chắc là nhờ cái tủ lạnh nó mới được phục vụ đó. Năm sau ngày giờ phục vụ đàng hoàng tử tế, À. nấu nấu cho ngài giờ muốn ăn ngon đi À, đó rồi. Bây giờ mình thấy mình cũng nhờ cái tủ lạnh này ha. À. Ô Phật. À, thôi bây giờ cái mình tiếp đi cha. Giàu nghèo thì bây giờ cao quý với thấp hèn này. giàu nghèo. Bây giờ nó còn cái cuối cùng cái này, sắp sửa hết Chưa. giờ nó nói cái cuối cùng là có trí tuệ. Nói về trí tuệ, có người có trí tuệ và có người ngu đần. Có cái chính giữa là có một cái là người trong gia đình cao quý và gia đình thấp hèn, cái Thái chưa nói cái đó, gia đình cao quý Thì người sinh đó, cao quý thấp hèn thì lại ganh tị đó ngài. Không, còn cái nữa là ngã mạn. Cái anh tị nói xong rồi, còn cái nữa là ngã mạn. Ngã mạn là sanh một gia đình cao quý. à, ngã mạng ha. Ngã mạn là sanh, nếu mà cái người ngã mạn thì sanh vào một gia đình hạ liệt. Cái người mà có cái tâm mà tôn kính á, thì sanh vào đình cao quý Ngã mạn với sự đó. tôn kính ha. Dạ đúng rồi. Ngày mình thấy vào cái thời kỳ ở Đức Phật đó, nó có mấy giai cấp nữa, nó giai cấp bà vua chúa đó, rồi giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia, giai cấp nô lệ đó. Cái người mà họ có cái tâm mà cung kính người khác đó, chẳng hạn như là mình không có khi dễ người khác đó. Thí dụ mình gặp thầy gặp sư, hay là khi mình gặp những người lớn tuổi mình có thể là mình xuống mình đảnh lễ, mình chào họ bằng một cái tâm đó, mình cung kính họ đó. Thành thử ra cái tâm mình cung kính gì là cái tâm thiện thiện, thành thử ra cái người đã sanh ra một cái gia đình rất là cao quý. Còn cái người mà có cái tâm ngã mạn đó, ví dụ là khi mà họ vừa có chút chút tài thôi thì họ coi người khác ra gì đó. Thí dụ có cái ông đó mà ông giỏi ông gì, ông nghĩ thôi chứ ông giỏi cái gì mà giỏi đó, mình có cái tâm là khi dễ người khác. Và cái tâm khi dễ người khác là nó có nhiều lắm cái gì. Trong thế gian này thấy nhiều lắm, họ giàu một chút thì họ coi người ta không ra gì, họ đẹp một chút thì họ coi người ta ra không ra gì, thì họ mạnh khỏe một chút thì họ cũng khinh người ta nữa, coi người ta không ra gì. Thì cái tâm đó thì sau này cái người đó họ sanh là một cái gia đình giả như là gia đình đó là nô lệ đó, bần cùng đó. Thì cái này mình cũng dễ hiểu thôi, cái này cũng không khó lắm. Nếu mà cái người mà có cái tâm cung kính thì mình thường sanh vào một cái gia đình cao quý. Cái người mà không có tâm cung kính mà có một cái tâm mà ngã mạn đó, thì sanh một cái gia đình cũng như là nô lệ, nghèo hèn, thấp kém đó, thì nhân đó thì nó cho ra quả đó. Thì mình coi cái bài kinh này thì mình mới thấy rằng là rõ ràng là không phải con của tôi đó. Con của tôi là người ta nói theo cái vấn đề là chế định thôi, tục đế thôi, khi mình đẻ nó ra thì mình nói là con của mình thôi, định đặt thôi. Nhưng mà tất cả họ đi đầu thai tới là đều do đó cái nghiệp của họ hết. Nhưng mà họ ở trong gia đình mình lúc đó lúc nào họ đi thì cái đó mình không kiểm soát được, không giữ được. Không giữ được, thí dụ họ muốn đi lúc nào là họ đi à, có nghĩa là muốn chết lúc nào là chết, không kiểm soát được. Thế là họ đi đến thì cũng do nó cái nghiệp của họ, mà họ đi thì cũng là do nó cái nghiệp của họ. Thành thử ra mình có buồn phiền, mình có than khóc, mình có dính mắc thì đó là mình làm cho mình bị đau khổ phiền não thôi, chứ chẳng được gì. Cái này mà nếu như mà mình hiểu, mình nghe cái bài pháp rồi mình hiểu những cái lý như vậy rồi thì mình tu tập thì mình mới thấy rằng là nếu mà có một câu chuyện nó xảy ra trong gia đình của mình, con cái của mình là con cháu của mình rồi vậy thì mình cũng bớt đau khổ có vậy không? Dạ đúng rồi đó. Dạ cái bài pháp này sẽ nhắm đến mục đích đó, đó trong cái hoàn cảnh gia đình của mình, là khi mình có những cái chuyện gì xảy ra đó, thì mình hiểu là tất cả mọi người đó nó đều có cái nghiệp. Bây giờ thí dụ nó sanh ra trong gia đình mình mà nó tạo được nghiệp ác đó, thì bây giờ mình phải thương nó. Bây giờ hiện tại bây giờ mà có cái thằng mà bữa mà ngày ngày cho cái thằng ngày cho cái bà đó cái mái tôn nó 10 triệu, bả lột mái tôn nó, còn cái gia đình của bà nó thương lắm ngài. Và có một đứa con nó uống rượu, mà nó uống rượu giờ là nó muốn đánh bà, nó uống rượu giờ là nó Bà chửi người bà. chất bỏng phải không? Bà người chất bỏng hả?
Bà ngồi trên cái võng mà sư Phật Thái tới. Cái bà ngồi trên cái võng á, cái bà mà ngồi trên cái võng á, có một lần nó uống rượu giờ cái nó cào hết bàn thờ của nhà nhà nó xuống, bà của nó xuống luôn. À, bà theo con, bà than con tiền dữ lắm mà mình sao khuyên được. Khi mà nó uống rượu cái chất men cái chất say nó vô rồi nó làm nó bờ. Bình thường thì nó bình tĩnh thì nó không có gì, hiền lắm. Khi mình uống rượu vô thì bắt đầu cái nó đi theo bà nó quậy. À, bà đó thật là tội nghiệp á, theo bà nó quậy rồi nó đánh bà nữa. Đó. Thấy rượu rất là nguy hiểm. Sắp hết giờ rồi nha. Bây giờ nói thêm cái nữa chắc hết giờ rồi nè. Trí tuệ thì nói ra cũng không gì khó hiểu lắm. Mình muốn mình có trí tuệ, mình một là muốn mình là cái người khôn ngoan, có sự hiểu biết hơn người khác, thì ngay trong kiếp sống này đó, mình ráng cố gắng đó, mình học Phật pháp, mình hiểu nhân quả, mình hành thiền, thì hai cái này hai cái căn bản để cho có trí tuệ phát sanh. Sau này mình là chúng sanh mà mình có giàu có thì mình cũng có trí tuệ, mình biết xử lý cái tài sản như thế nào nữa. Có nhiều người hơi giàu có nhưng mà không có trí tuệ đó, thấy không? Cái này là cái mấu chốt này, đem của cải của mình cá độ đá banh, đem của cải của mình đi cho ví dụ cho mấy cái người mà không đáng, hoặc là đem của cải cho mình là để đi hút xích kiệt, hút xích kiệt ma túy, làm cho nó bị dẫn đến những đề tù tội, như vậy thì bị thiếu trí tuệ. Có phước đó, có phước vật đó, có sức khỏe đó, đó có sức khỏe là không bệnh đau đó, cũng có tuổi thọ đó, nhưng mà nó bị lừng khừng. Đó, người ta nói không có hiểu những việc làm của mình ảnh hưởng đến cái vấn đề cuộc sống của mình, không có hiểu. Đó, thử ra nó mới dẫn đến cái vấn đề mà coi như là thiếu trí tuệ, là nó dẫn đến thiệt hại. À, nên thử ra Đức Phật nói rằng là những người nào, những người đàn ông hay là người đàn bà nào mà thường thân cận với lại sa môn, bậc thiện trí, học hỏi, tìm hiểu, tu tập nhân quả, đó, thì người này sau khi chết thân quả mạng chung sanh về thiện thú. Thiện thú có nghĩa là cái đường lên chư thiên á, gọi là sanh về thiện thú. Còn nếu nhưng mà không có sanh thiên á mà đi đến loài người đó, thì người này nhất định là người có trí tuệ. Tại vì họ gieo cái nhân trí tuệ mà, học pháp, hành pháp, học những đề luật nhân quả, lý nhân quả, rồi tu thiền tu đồ đó, thì tất cả những cái nguyên nhân mà mình làm gì ấy, thì sau này là nó có cái quả. Mà sau khi mà cái người này mà sắp sửa mà tới dụ thông quả mạng chung á, thì cái quả của nó đặc biệt là cái quả được gọi là cái quả mà có trí tuệ, thì được ở đời tôi gọi là thông minh bẩm sinh á. Cái đứa bé nó vừa sanh ra là nhìn thấy nó sáng suốt rồi. Mình thấy có nhiều đứa nó học trong lớp, nó học hoài nó hiểu cái vấn đề đó, mà cái đứa người ta nói là nó hiểu, ta nói là nó hiểu à, là do là kiếp trước nó là gieo cái nhân rất là nhiều trí tuệ, thành thử ra sau này nó hiểu đó. Trí tuệ là mình cũng phải tự tạo thôi chứ không ai cho đó. Thì thường xuyên hành pháp, nghe pháp đó, suy tư pháp đó, hiểu luật nhân quả, hiểu lý nhân quả, thì lúc đó bây giờ thì mình bớt phiền não nữa. Khi mà mình làm gì thì tâm sân, tâm si, tâm tham nó cũng không có cơ hội nó sanh nữa đó. Không có cơ hội nó sanh nữa. Mình học hỏi hoài đó, như quý vị thì ngày nào tuần nào quý vị cũng được nghe pháp, rồi quý vị hành thiền mỗi ngày nữa, thì mới thấy cái tâm quý vị nó khác, nó sáng ra. Thí dụ ban đầu mình không hỏi, mình nghe mình không hiểu đó. Nhưng mà lúc ban đầu sẽ vô chùa sẽ học quý vị pháp, quý vị chứ có hiểu gì đâu. Trở sư học cái gì pháp là cái môn khó nhất, mà sư học cái 2 năm chứ không hiểu gì nữa. Học thế, học thế mà học cái học tới 8 năm sau luôn, mà học trong vòng 4 năm là bắt đầu hiểu. Vì thế ghê. Bắt đầu hiểu là bắt đầu nó ham. Nó ham bắt đầu nó thích. Đó, nó thích. Đó, mà ham thích là thích chứ là thiện pháp cái gì. Đó, mà mình ham thích chứ là cái ác pháp thì nó khác. Ham thích ác pháp thì tham sân si nó sanh, mà ham thích chứ là cái thiện pháp đó, thì trí tuệ nó sanh. À, thì bây giờ nói tóm lại, muốn có trí tuệ là phải thân cận các bậc thiện đế thức, các sa môn để tu tập phát triển trí tuệ, thì sau này mình dù có sanh lại làm người thì mình cũng là người có trí tuệ. Kính thưa quý vị, sư nghĩ rằng là chắc có lẽ cái bài pháp này đến đây thì chắc có lẽ cũng nhiều thích hợp. Hôm nay là sư hôm bữa sư có thiết cái bài pháp này trên đường thiền đó, mà tại vì là lúc đó nó nói nhiều vấn đề quá, thì nó lột tả hết chưa hết. Nếu hôm nay là sáng mới ngủ dậy, lúc mà ngài điện thoại với con á, là lúc đó con đang ngồi thiền đó ngài. Ngài nhắn tin cho con lúc đó con đang ngồi thiền á, nói bên này sư thái thiết lại trên tâm bài chủ nhân công nghiệp, và con tự nhiên cũng thấy ngài, con tính bên này thiết cái bài này, tự nhiên khi con đang ngồi thiền ngài nhắn tin là nói thiết cái bài này lại trên tâm, tự nhiên con thấy ồ sao trùng hợp vậy hả. Thì bên này chia sẻ một cái bài pháp mà thái mình để một vài phút đi cho bà con có trên Zoom, có người nào có vị nào muốn đặt câu hỏi, muốn biết thêm cái gì nữa không thì hỏi sư Phật Thái. À vậy hả? Vậy thôi, vậy cũng được đây.
để cho một coi như vài làm tuần nữa đúng đi, tại vì đôi khi dạ phải cho bà con cái là nghe rồi phải tiêu bớt nữa, thôi nghe quá rồi yeah. không không có nhiều cái đó thì nó ấm bức á. Dạ cho Ừ. con Hỏi đi, hỏi đi cô Kim. sư biết con liền Cái cô này cơ mà là cái cô mà kiếm chuyện. dạ Thôi hỏi đi, đừng mắc cỡ. con không có mắc cỡ đâu sư. Con thì phải nói là từ hồi nhỏ tới giờ để con ở trong cái gia đình ba mẹ con là người rất là sùng đạo Phật, cho nên có làm nhiều việc lắm. Thí dụ như bố thí rồi người nghèo giúp đỡ bệnh tật là cho tiền mua thuốc. Đại khái như vậy thì con thấy làm. Con thấy ba má con làm thì giờ con nhiều khi con làm vậy thôi. Mà có những chuyện thì mình nghe nó thương tâm. Thí dụ như sư Phước Thái mới vừa rồi nói cái cô đó bị đi bán vé số mà bị vậy đó mà không có tiền mua thuốc. Những cái trường hợp như vậy mà con nghe là con thương, con giúp liền. Và những cái có những chuyện hay là con thấy người ta khổ là con muốn giúp liền à, là cái tính con như vậy. Nhưng mà thường con không có nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, có nghĩa là mình làm vậy thôi. Còn thí dụ như một vài cái thương tâm thì mình nghe mình cũng có xúc động là mình thương, mình muốn làm. Còn bình thường hễ mà cứ nghe ai là con muốn giúp là con giúp, chứ con không có tâm con nghĩ gì hết. Thì con không biết là như vậy thì mà thật sự mà nói nhiều người họ kêu con, nhiều sư cô nói cứ làm phước đi để được phước. Cái nhiều khi nó nói con nghe con cũng hơi khó chịu. Con cái mấy cái con trả lời con nói con đời con đầy đủ phước lắm rồi, con không cần miếng phước nào nữa hết á. Con làm là làm thôi à, chứ con không có cần. Thì nó như vậy thì sư có thể cho con biết. Thì con phải bây giờ nếu mà làm phước thì con nên mất một cái tâm như thế nào tốt hơn như bình thường hồi đó tới giờ con làm. Dạ À được đó cô, thì cô vẫn làm nhưng hôm nào đi thì đó, tại vì cái đó là tâm thiện mà cô gặp những cái người mà thí dụ khi mà cô gặp cô như vậy thì cô muốn làm phước thì cô cứ làm thoải mái như như bao giờ cô làm, như từ hôm nào thì cô làm à, thì nó cũng là một cái dạng tâm thiện. Khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh đó thì mình khởi lên à, mình khởi lên cái tâm thiện, mình muốn giúp đỡ cho người khác, mình muốn chia cơm sẻ người khác thì đó là tốt, nó có sao đâu à, thì cứ vẫn tiếp tục thôi. Còn nếu như mà người ta lại làm là người ta có một sự tác ý ta mạnh người ta làm thì cái tâm thiện đó thì nó thuộc về một cái tâm thiện có trí tuệ đó. Còn thí dụ tâm thiện thì nó có nhiều dạng, thì nói nãy nó có hai loại đó, hợp lý và lý trí. Nhưng mà lý trí thì nó cũng vẫn tốt chứ không phải là không có gì không tốt, nó thuộc về thiện mà đó. Thí dụ sau này mình cũng có là nhìn thấy cảnh sắc tốt, cũng có nghe âm thanh tốt đó, từ cái tâm thiện này mà ra đó. Thôi nào thì cô làm sao thì cô cứ làm vậy đó. Còn nếu mà cô muốn biết hơn nữa thì đơn giản lắm, thì bây giờ mình cái đó như qua cái bài pháp thì giảng đó, thế là bố thí à, là nó có cái quả của nó là sau này người ta giàu có đó, là mình hiểu mình có trí tuệ mình hiểu vậy đó. Không có sát sanh đó, thì tuổi thọ sống cao, mà sát sanh đó, thì tuổi thọ không có đó, hiểu lý nhân quả đó. Được không sao, tốt quá cô. Cô cứ làm thoải mái, cô làm sao mà cô cảm thấy cô làm phước mà cô thoải mái, làm phước mà không bởi vì để người khác và bắt buộc mình hay là ép buộc mình, nên mình làm những cái tâm mình rất là khó chịu, cái đó thì đừng nên làm. Nhưng mà mình làm với một cái trạng thái tâm mình khởi lên, mình gặp bất cứ cái hoàn cảnh nào mình cảm thấy mình giúp được cho người khác thì đó là tâm thiện. dạ con cảm Đúng. ơn sư. Nói gì hồi à đó. hồi nãy sư nói sư làm bố thí cho cái cô bán vé số đó là sư lấy từ cái quỹ của sư Trí Dũng. thì bây Dạ đúng giờ rồi. thì bây giờ sư có muốn là sư có một cái quỹ riêng không, thì con gửi riêng một cái quỹ cho sư để sư làm bất cứ người nào mà thấy thương tâm là giúp họ. Thì sư nghĩ làm sao? Sư cô cũng biết ra sẽ suy nghĩ thêm tiện câu hỏi hỏi sư cũng chưa biết Mà chưa liên chuẩn bị. quan câu hỏi của cô Kim, sư có một cái ý như thế này này, là khi mà cô làm phước á, cô đừng có nghĩ rằng cô làm phước là để có phước. Cô nghĩ suy nghĩ vậy rất là đúng này, thấy không? Mình Dạ không, con không bao giờ nghĩ chuyện đó hết sư. phước giống như ông thiền sư Kỳ Già Ni Da là ông thầy của sư, ông nói mình làm phước để mình dứt bỏ cái lòng tham của mình, thấy không? Khi mà mình làm phước để mình dứt bỏ lòng tham của mình, như vậy là cái phần của mình đã có rồi, mình đâu có cần gì người kia phải cảm ơn hay không cảm ơn, tại vì mình tập mà, mình tu mình tập
mình tập tức là mình làm sao để mà bây giờ đồ đã của cải mình tương đối, nghĩa là mình không có giàu có như ai, nhưng mà ít ra là mình cũng là nhiều hơn người khác so sánh như nói như vậy. À, mình ở Mỹ người ta không có thể có được một cái số tiền vài chục ngàn, mình cũng có ở trong cái quỹ tiết kiệm của mình, ở trong nhà băng được của mình là vậy đó, thấy không? Đó thì là nghĩa là so với những cái người mà ở Việt Nam mình giàu có hơn. Thì bây giờ đó đơn giản thôi, cô Kim thay vì đó cô bực bội với người đó thì họ nói làm gì, thì cô chỉ nói rằng là dạ con đang tập cho vậy thôi, con tập bố thí vậy thôi. Nhưng mà trong khi mình nói như vậy mình suy nghĩ rằng đây là mình tập để mình bỏ cái lòng tham của mình này. Ok, cái chuyện khác nữa là đây là một cái câu chuyện thương tâm, mình giúp có thể làm cho người đó được sung sướng, đó là vì hạnh phúc của tha nhân đầy đủ quá, có cái gì đâu nữa mà than thở, đúng không? Than thở là mấy người kia đó họ họ không nghe cái mình, còn mình cố làm đây đúng rồi, cô không muốn là cô chỉ muốn là gì đây mà làm cái công chuyện để mà gì đây để mà tập cái hạnh buông bỏ đấy. Con nói thêm này, chút nữa có một người nhắn tin hỏi cái câu kia để con nói này, chút nữa ngài nói rất là chính xác. Nó có hai cái thứ nhất là mình bố thí có nghĩa là mình làm cho cái tâm tham mình nó giảm bớt, buông bỏ cái tâm tham, bớt nắm giữ bắt chấp giữ, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là nhân quả thì nó có cái nhân quả của nó, dù người ta đã là bố thí làm phước rồi, không muốn gì thì cái quả nó cũng phải trổ. Đó, cái này là nó đi theo một cái hiện tượng tự nhiên thôi. Thành thử ra khỏi cần mong cầu gì hết á, hay nó có cái này là nó có cái kia. Đó là cái mà mình thấy rằng là mình bỏ bớt, xả bớt để sau mình sắp sửa mình đi cho nó nhẹ bớt á, mình tập á, biết không? Ví dụ người ta nắm giữ nhiều quá mà người ta không xả bớt á, người ta khó lắm. Còn khi mình xả bớt á thì mình sắp sửa mình đi thì nó cũng dễ xả hơn. Dạ. Có một cái người mà nhắn tin hỏi cái gì á mà con không Ý Nhi nhắn tin phải không? Hỏi đi, đừng có nhắn tin. Hỏi đi. Không, có người hỏi á, có người nhắn tin mà không biết họ hỏi cái câu gì. Đó Ý Nhi hỏi đó, Ý Nhi đó. Để đi bàn miệng đó. Con gửi lỗi thì có một cái em á là nhờ thái á là tuần sau giảng về những tâm nào hoạt động, tâm nào diệt theo bản nêu vi diệu pháp, là giảng về cận tử nghiệp đó sư. Được. Tên là Ken đề nghị vậy đó sư. À, theo sư ý của sư đó, theo ý của sư đó là đừng có đi quá sâu vào vi diệu pháp ở trong cái chuyện. Sư có nói đề nghị ngay từ lúc đầu đó, cái chú Ken này chắc có lẽ là không có theo dõi, bởi vì nó có một cái lớp vi diệu pháp riêng của sư Bắc Thái. Anh chị em nào mà muốn theo dõi, muốn học thì nên đi theo cái đó. Còn trong cái Zoom này đó, sư đề nghị sư Bắc Thái nói những cái đề tài đó, nãy giờ mình nói những cái đề tài rất là thông dễ mà đồng thời hiểu pháp của nó nữa. Đó là cái mục đích của cái Zoom này vậy, cho không có đem những cái vấn đề mà quá thuần túy và vi diệu pháp. Nó rất là khô khan mà không phải cái mục đích của cái Zoom này, có vậy không? Đúng ra là những mình nói những cái vấn đề nó trên cái Zoom này là phần nhiều liên quan tới vấn đề thiền tập rất là nhiều. Nhưng mà mình nói hoài thì bà con nghe cũng mệt thì thôi bây giờ mình đổi tạo cho bà con một cái sinh khí mới vậy thôi. Bây giờ nói lại, nói như là ngài nói vậy đó, cái room này là bây giờ thiền thì để cho ngài nói, là tại vì ngài nói thiền là con thấy là nó đầy đủ lắm rồi, con không cần phải nói gì hết. Nhưng mà có chăng thì con chỉ chia sẻ những kinh nghiệm chút của con thôi, còn mà nói về thiền là con thấy ngài nói là số 1 rồi con sẽ nói kinh pháp cú, nói trong mùa kinh. Nhưng mà thí dụ có một đôi câu mà thí dụ họ muốn nghe về quy diệu pháp mà nó không mang cái tính chất quá sâu á, mà con không muốn giảng quá sâu, có nghĩa là cấp bách để cho họ hiểu cái vấn đề đó thì có thể được, nhưng mà ít thôi đó. Chứ đây là cái rơm không phải là chi nhiều gì pháp, như ngài nói là cũng đúng. Vả lại là gì đây, nếu mà quy diệu pháp thì sư Bất Thái thấy không phải là vấn đề mà đơn giản mà chỉ nói một vài bữa mà hiểu, thấy không? Vài bữa thì bây giờ nó sẽ khiêu gợi là người ta còn hỏi nữa, hỏi tới. Thành ra cuối cùng thì chỉ có hai người nó qua nói lại, còn cái Zoom ai hiểu cái gì. Đó là cái khó khăn của vi diệu pháp. Không, con sẽ không nói những cái nào mà người ta không hiểu đâu ngài. Con sẽ không nói những cái nào mà người ta quá khó không hiểu á, mấy cái đó con không nói. Nhưng mà như cái câu hỏi nãy thì con thấy cũng cũng có thể là nói được, nhưng mà nó không quá khó. Dạ chút thôi. Dạ. Dạ. Nói chút thôi được rồi, đừng có đi quá sâu vào trong những cái. Dạ. Thì là con không muốn nói quá sâu trên đây, là nó nhiều cái danh từ Hán, con không muốn nói đây là tại vì ở đây, thứ nhất là những cái người họ ở đây là con thấy cũng hơi lớn tuổi, lại họ không có thường học cái đó nên thường ra khó nắm bắt. Chào tất cả mọi quý vị nào có cái hỏi gì hoài gì nữa không? Bây giờ còn 5-10 phút nữa thôi á, không còn nhiều á.
Trước khi mà quý vị hỏi câu hỏi, bây giờ xin nói cái này, cũng tôi sẽ hết giờ nè. Là nó nhắc lại cho quý vị là tuần sau đó là ngày 12 Tây, tức là ngày Chủ nhật đó, là bên Mỹ này, bên Việt Nam là ngày 13 Tây. Có vậy không? Thì là Mỹ là đổi giờ rồi đó, đổi quay vào mùa hè. Thì là mình tăng thêm một giờ. Thì bây giờ đó, cái người trước tiên mà phải nhớ đó là cô Yến Nhi ở bên Houston đó, Texas đó. Thì nhớ là Sư Phúc Thái sẽ cho giới lúc 7 giờ tối bên Houston đó. Và Phật tử sẽ vô để mà hành thiện 6 giờ rưỡi. Vậy thì mở cái Zoom ra lúc 6 giờ rưỡi tối ha, để cho bà con vô hành thiện. Và tự động sau đó 7 giờ thì Sư Phúc Thái vô để cho giới. Đó là nói chuyện bên Texas. Còn về phần cô Sư Phúc Thái bên Việt Nam á, thì bây giờ đó, sư sẽ cho giới sớm hơn. Đó là 7 rưỡi, bây giờ 7 giờ sáng ha. Sáng ngày thứ ba. Cái kỳ tới đó hả ngài? Kỳ tới hả? Kỳ tới đó, thứ ba đó. Thứ hai chắc. Ngày thứ hai. Thứ hai. Bên này Chủ nhật, bên kia thứ hai. Thì thứ hai ngày 13 Tây á, bên Việt Nam á, là sư nhớ là cái giờ cho giới của sư là 7 giờ. Không phải là 7 giờ rưỡi nữa. Ở Việt Nam, quý vị nào ở Việt Nam mà muốn vô hành thiền á, vô trước giống như đây nửa giờ đó, thì 6 giờ rưỡi sáng. Quý vị coi bên Việt Nam nghe hiểu ha. Rồi bây giờ tới phiên tới phiên bên Cali. Bên Cali đó thì là cái giờ mà quý vị mà Sư Phật Thái sẽ cho giới là 5 giờ chiều. Và quý vị mà muốn hành thiền thì 4 giờ rưỡi vô. Quý vị thấy ha, nó thì giờ nó thay đổi như vậy. Và cái cuối cùng là bên Florida là của sư đây đó, thì là cái giờ mà Sư Phật Thái vô cho giới á, là 8 giờ tối. Và cái giờ mà Phật tử vô để mà nghe, để mà hành thiền là 7 giờ rưỡi. Tức là nói một cách rất là tóm tắt, ở bên Việt Nam sẽ vô đi vô sớm hơn nửa giờ. Còn bên Mỹ này vô bất cứ địa phương nào. Quý vị nào có gì thắc mắc liên quan tới vấn đề giờ giấc nữa không? Sư ơi, con nghĩ sorry, con nghĩ ngày thứ ngày Chủ nhật tuần tới đó là ở Cali phải 3 rưỡi chứ sư? Không, 3 rưỡi sao được, 4 rưỡi chứ. Tại vì 4 bên, rưỡi bên... thì là giờ 4 rưỡi rồi. Bên sư là 8 giờ là Sư Phật Thái vô cho giới, là bên Cali là 5 giờ chiều. 8 giờ tối bên Florida là phải 5 giờ chiều bên Cali không? Nếu mà 4 giờ rưỡi vậy đâu có đổi gì giờ gì đâu sư. 4 giờ rưỡi là vô hành thiền thôi. Ok. Hiểu không? Trong 3, nói 2 giờ luôn, 1 giờ để Phật tử vô. Ví dụ như hôm nay nè. Hôm nay là 7 giờ rưỡi là mấy sư vô cho giới này. Sư Phật Thái vô cho giới 7 rưỡi. Nhưng mà quý vị 7 giờ quý vị vô, quý vị hành thiền rồi. Nghe hiểu không? Đơn giản là ở Cali, nếu mà quý vị không nhớ 5 giờ chiều tuần tới thì thôi. Còn mà nếu mà không có vô được cái giờ mà hành thiền thì cũng không sao. Nhưng mà bắt đầu cô giới cho giới và thuyết pháp thì nhớ vô 5 giờ chiều. Từ từ nó quen rồi là cứ từ 4 giờ rưỡi thì vô thôi. Gì nữa không cô Kim, hiểu không? Hiểu chưa? Dạ con sẽ dòm cái phone của con à. Cái phone nó đổi, sáng tự động nó đổi. Mở rồi thì cô coi trong cái phone, cô biết là mấy giờ chiều hôm nay mình vô, nhớ 5 giờ chiều. Cô cứ nhớ 5 giờ cho sư. Cô đừng có nhớ cái 4 giờ rưỡi gì làm cho cô nhức đầu. 5 5 PM ngày Chủ nhật 12 Tây tháng 3 sắp tới. Được chưa? Dạ. Đó là bên Cali đó nghe. Không phải là giờ bên Hiếu Tân thì chắc ý như thì hiểu rồi. Còn bên Florida chỉ có mình sư với là có một số bà con vậy thôi, không có gì nhiều. Rồi chắc có lẽ là chắc cũng hết giờ rồi, gần bên đây là dạ hết giờ rồi ngài, hết giờ chắc hồi hướng gì nữa. Thế được, cho hồi hướng thì Phật Thái cũng mệt rồi ha. Thôi mời cô Oanh đi. Dạ mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây.
hay là hay một là duyên một lành duyên lành để dứt để khỏi dứt những khỏi điều những ô điều nhiễm ô nhiễm ngủ ngầm ngủ nơi ngầm tâm nơi trong tâm ngày trong vị ngày lai. vị lai Xa xa thú thú xa.